Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Beta Thanh Long. Vâng, thưa các bạn, như vậy thì game show mình đã tổ chức cũng được tới ngày hôm nay là ngày mình thông báo cái kết quả. Thì trước khi thông báo cái kết quả, mình muốn nói với các bạn đôi điều như thế này. Thứ nhất là mình tổ chức game show thì cũng là mang cái xu hướng vui là chính. Cái thứ hai là cũng như là một lời tri ân dành cho những anh em đã ủng hộ mình, theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Điều thứ ba là điều quan trọng là vui vẻ nha các bạn. Thì ở đây thì chỉ có một giải thưởng thì sẽ có người được và cũng có người không được. Thì những ai không được cũng đừng có buồn các bạn ạ. Và các bạn hãy cứ tiếp tục ủng hộ mình và chờ tới đợt khi mình kênh mình đủ 10.000 lượt đăng ký. Mình sẽ tổ chức tặng cho tất cả anh em, tất cả ai cũng được tặng hết chứ không phải là mini game gì cả nha. Bên cạnh đó thì trong thời gian này mình cũng sẽ liên tục tổ chức những mini game để dành tặng cho những anh em khác, tức là để cho mọi người có cơ hội sở hữu những cặp cá Nemo phân mảng nhiều hơn. Rồi thì bây giờ là kết quả nha. Đây các bạn, đây ha, đây là tờ tiền hôm bữa. Vậy là cái ba số cuối mà của ai comment ba số cuối số 067 là người trúng thưởng nha. Thì hôm bữa mình có theo dõi thì tới ngày thứ hai, theo mình nhớ là ngày không lầm thì ngày thứ hai sau khi mình đăng video clip á, thì đã có bạn trả lời đúng. Thì bạn đó sau khi xem clip này hãy nhắn tin với mình theo cái đường link Facebook để bên dưới phần mô tả của video để tiến hành đưa địa chỉ cho mình để mình ship cá cho bạn đó nha. Thì một lần nữa chúc mừng bạn đó đã giành giải thưởng. Còn những ai không giành được thì cũng đừng có buồn nha các bạn. Không sao cả, cá còn nhiều lắm các bạn, khỏi lo. Đây nè, 7F4 của mình nè, lên màu khủng khiếp chưa. Đó, thì sắp tới mình sẽ tổ chức tặng thêm. Thì hôm nay mình cũng làm clip để nói tới các bạn về cái kết quả của cái game show là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình muốn chia sẻ tới các bạn một cái công thức cải tiến. Đây, những bạn nào theo dõi mình thì có chắc chắn đã có xem clip mà mình chia sẻ về cái cách mà làm cái thức ăn cho cá beta từ thịt bò. Thì đây là cái công thức cải tiến hơn. Công thức này mình đang tiến hành thử nghiệm thì mình thấy nó khá là ổn. Thì sau khi mình thử nghiệm hoàn chỉnh thì mình sẽ chia sẻ lên cho anh em nha. Này các bạn nhìn xem nè, cá nó ăn rất là ghê, nó thích cái này lắm. Giúp cá lên màu và nó khỏe nữa các bạn. Rồi, rút dưới rồi. Đây đây, để mình zoom gần lại cho các bạn thấy nó đang ăn dưới. Rồi. Đó, hai con đang tranh nhau đó, đó. Dịch xé nè, thấy không? Chạy nè. Buông một cục dưới nè. Cho thêm miếng nữa. Cái công thức này mình nghĩ là nó sẽ giúp cho cá lên màu ổn định hơn, trên 2 gam màu đỏ và vàng. Tức là sẽ giúp cho cá nó lên cái gam màu đỏ, tại vì các bạn biết cái gam màu vàng á